Hello mọi người, hôm nay mình không ít sẽ giới thiệu cho mọi người bộ ba mẫu lông chà mào vuông đấu và vuông cao, che độ mung, che độ sừng. Phải nói đây là những cây lông hiếm có, khó tìm nha mọi người. Đây là những cây lông rất là độc, và nói chung là cái hàng này thì nó cũng ít người làm lắm mọi người. Hàng gọi là nó thiên về cái anh em chơi lòng siêu tầm, lòng độc, lòng lạ ha, lòng ít động hàng. Thì đây là những cái mẫu mà nó phù hợp với cái gu của anh em nào thích hàng mà độc lạ ra, thì nói chung là mình không có giống ai hết ha. Thì đây là bộ ba mẫu lòng chà mào vuông đấu và vuông cao, không có giống ai hết ha, rất là lạ, rất là độc, đang sẵn tại lòng chim Minh Ống Mít. Thì anh em mà quan tâm thì liên hệ với mình ha. Website là minhongmit.com và cái fanpage là lòng chim Minh Ống Mít. Đây, từ trái qua 1 2 3 nha mọi người, 3 cây. Thì đây đều là những cây lòng che da và kết hợp với lại độ gỗ mung sừng và sừng bò châu Phi luôn ha. Như cái cây này là độ sừng bò châu Phi nè, còn hai cây này là độ mung sừng ha. Thì mỗi cây nó có một cái vẻ đẹp khác nhau. Thì bây giờ mình quay lướt qua cho mọi người coi tham khảo ha. Đây là cây nhấn bi, mọi người để ý ha, chân nè, các cái viền chân, viền vành ha, thì đều là đi bi, bi full hết, bi mung nhấn vào ha, cũng full bi mung hết, rất là lạ. Rồi nóc thì nóc chữ H, còn cái mặt đây là mặt rồng gỗ mung ha. Rồi các cái góc tan đây là ghép mung với tre ha, phối ghép mung với tre. Nói chung đây là những cái mẫu lòng rất là độc lạ và chắc chỉ có tại lòng chim Minh Ống Mít thôi mọi người ha. Vì chắc ít ai mà đi theo cái hướng mà làm những cái mẫu lòng mà kiểu mà nó nhìn nó khá là lạ như thế này ha. Rồi đây là cây thứ hai, cây này là cây vuông cao ha, chân của nó nè phối mung, nói chung là che phối mung. Cái viền cây này nó khác chút là cái viền âm dương đó mọi người, là nó đi sọc ha, chạy sọc hết, trụ cũng sọc luôn nè mọi người, trụ nó xoắn nè đó, giữa che và mung ha, nó rất là lạ. Đây là phần nóc đó. Còn đây là cây sừng. Cây này thì VIP nhất trong ba cây là do cái chất liệu nha mọi người. Về hình dáng thì nó tương tự như cây mung này, nhưng mà về chất liệu thì đây là cây che độ sừng, thì nó sẽ VIP hơn cây che độ mung ha. Đây là sừng bò châu Phi nha mọi người. Cái sừng này đặc biệt một cái là mỗi một cây là một hình là khác nhau luôn ha. Cái vết loang của sừng là không có cây nào giống cây nào hết ha. Đây là mặt rồng, phù mặt rồng sừng. Đây là cửa ốp sừng luôn ha. Mỗi một cái cây sừng này là đều khác nhau hết nha mọi người. Mặc dù là nó cùng loại nhưng mà khi mà mình nhìn vô là không thể nào mà giống nhau được. Rồi các cái vanh đây là chạy xen kẽ giữa mung và sừng nha mọi người. Đây chạy sọc mung và sừng, nhìn trên này cho mọi người dễ thấy nè. Đi mung và sừng rất là lạ và rất là độc luôn. Ba cây này là Minh dám khẳng định là không có, chắc là chỉ có duy nhất tại lòng chim Minh Ống Mít thôi ha. Đây mấy cục nậm thì Minh chưa có đánh dầu lên ha, cho nên mọi người nhìn cái màu nó hơi trắng thôi so với cái lòng. Còn về cái chất che thì như mọi người thấy ha, che rất là đẹp. Rồi phụ kiện đi theo là phụ kiện Trung Quốc ha, như là móc sóng châu Trung Quốc nè, và một bộ cống đề can Trung Quốc, cũng như các cái, nói chung là đồ đi theo các cái lồng này đều là đồ đẹp hết. Và hàng thì đang có sẵn tại lòng chim Minh Ống Mít. Thì anh em mà thích chơi, đam mê các cái mẫu lồng độc lạ, nói chung là khác người á ha, thì nói chung mình ra thì mình cũng không có thích mình giống ai ha. Còn nó kiểu như vậy đó. Đây là cái thể loại hàng mà nó chuyên biệt một chút ha, thì nó phải hợp gu thì anh em mới thích được ha. Đó mọi người nhìn
tham khảo. Thì anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp với mình, website là minhnongmich.com, cái fanpage là lòng chim Minh Nóng Mít nha mọi người. Hàng đang sẵn thì anh em cần cứ nhắn trực tiếp cho mình, hoặc là anh em muốn làm theo yêu cầu những cái chi tiết gì đó thì có thể đặt mình làm ha. Còn các cái mẫu này là nó đã, bản thân nó là đã quá đặc quá lạ rồi ha, so với cái mặt bằng chung của các cái mẫu lồng chim Cà Mau hiện tại ha. Đây là những cái lồng khá là lạ, khá là bắt mắt nha mọi người, nhìn nó khác thường đó mọi người ha. Rồi mọi người quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.